cái bộ dụng cụ mình mua đó dùng để có thể dùng để lau chùi cái ống bốc hơi của cái lò sưởi, có thể ống bốc hơi lò sưởi bằng củi cũng được, cái ống thoát hơi của cái máy nấu nước nóng cũng được, rồi những cái nói chung là cái này dùng để clean up cái ống đất, những cái ống thoát hơi của nhà cầu, nhà bếp, lò sưởi, lò nước nóng. Bây giờ mình muốn làm á thì thấy cái này thì nó hơi lớn, nó vào khoảng cỡ 4 inch, tức là vào khoảng cỡ 1 decimet, chắc 1 decimet đường kính, một khoảng 1 decimet không vô trong này. Mình kéo ra kéo vô vậy thì coi thử có được không, nếu mình kéo ra kéo vô mình thử thì thấy ok đó thì mình dùng cái máy. Nhưng cái máy thì đầu tiên mình quay một cái đoạn ngắn thôi, mình thử coi sao. Nhưng mà khi mà quay đó thì nhớ là quay chiều kim đồng hồ, chứ còn đừng có quay theo cái chiều ngược lại, tại vì quay theo cái chiều ngược lại đó thì là cái này nó cứng quá, chắc phải dùng cái kẹp. Quay chiều ngược lại thì nó có thể xúc và nó nghe nó không ống lấy ra hết. Chổi nó tới 4 inch thì nó hơi chặt, mình phải quay từ từ. Quay từ từ chút cho mình kéo nó khỏi ra chút, để cho những cái chất bẩn đó nó đóng trong cái đó. Lát lên mình chửi ra ngoài luôn. Kéo ra kéo vô một vài lần nhé, để cho nó cái cây chổi nó không bị nhẹ cái công. Và khi thấy nếu mà mình thấy có thác á, mình bỏ nó. Vừa bây giờ đồng hồ. Này là nhà cầu nữa, nó ít bụi, chứ còn cái chỗ mà cái máy sưởi, cái máy sưởi với cái máy sấy đồ đó, nhất là cái máy sấy đồ, nó có những cái chất lông ở trong vải đó, những cái chất mà nhỏ nhỏ đó, hình như kêu là cái linh hay gì đó, thì những cái đó nó đóng càng ngày càng nhiều, mình tưởng ra một khi mà mình quay về đó, cái chất đó nó ở trong đó nó nhiều dữ lắm. Nếu mà mình không quay cái đó nó nghẹt, cái máy nó có thể làm việc hơi nặng hơn, nó hao điện nhiều hơn. Như đồ nó khi mà nó sấy đó, nó có cái mùi hôi. Để cho mình nên, nếu mà
tốt nhất là nên clean up khoảng mỗi 1 năm một lần. Còn hai nếu mà trường hợp không thể thì cũng phải về 3 năm lại lần. Chứ đừng có để uống liền, tại uống liền mấy cái chất bẩn đó đó, nó có thể tạo thành cái chất dễ bị cháy và nó có tạo ra quả quạng khi mà cái máy sấy nó nóng quá. Cầu kiểm lại coi đi, bữa giờ khi mình lỡ mình bấm không hay đó, cái quay trở lại cái nó nghẹt. Rồi, nếu mà trường hợp vô đóng mà nó còn sâu vô được nữa đó, thì mình nối thêm. Mình nối thêm để cho mình clean up cho nó tới ở trên cái máy hút hơi ra ngoài đó. Thì bây giờ mình nối với cái này, ra thì tại nếu đúng ra thì mỗi lần nối khoảng chừng một lóng vậy, rồi mình làm tiếp nối lóng, nhưng mà đường mình thấy làm gì thì nó cũng hơi lâu, với sẵn thì mình cũng đã làm mấy cái ống trên rồi đó, mình tưởng ra mình thử coi nối một cái đoạn dài coi nó có dễ không, hay nếu mà nó dễ thì mình làm luôn một cái để tháo ra cũng vô nó mất nhiều thời gian. Nhưng mà khi gắn như vậy đó thì nên gắn thêm cái đất thép này nữa, tại vì cái đất thép này nó làm cho cái này nó cứng hơn, với nó không có bị xúc ra bất tử. Tiếp mình cũng nên gắn theo khi mà nó quay đó thì nó cũng bị xước, để nó xúc tự xúc này ra, thành thử ra khi quay vậy nè, khi quay chiều kim hồ thì quay này thì cái này nó bị xúc. Lúc nào cũng kiểm coi có bấm lộn cái nút ngoài để nó quay ngược cái lại không. Dài quá ha, dài quá, còn cái nó dài quá.
Rồi tôi cho máy. Máy thổi đi. Chắc là nó quá dài rồi. Mở ra bớt. Nếu mà mở ở đây tại sao mở ra chỗ kia? Một phải trong rồi đó, mà để ra nó cản được không, không có đi sâu vô được nữa. Cũng được thêm chút rồi đó, chắc là được thêm. Vậy là mình còn thêm một cái đoạn dây nữa. Để coi xem khác.
bụi nó bằng được bao nhiêu. Bà lấy cái khẩu trang anh đây, bộ nha. Ừ, đi vô trong lấy khẩu trang hả? Không sao. Rồi lấy cái khăn bịt nha. Cúc này đi nó nghẹt rồi. Okay. Xe máy không được, quay máy không được thì mình chịu khó lấy tay mình đẩy kéo nó trong luôn đó. Giết cái này bùa khó quá. Thì cái ống nó nhỏ quá. Bà chạy ra ngoài, coi coi nó có tới ngoài chưa.